Ok đi. Đấy. Chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn chế ra cái dụng cụ chiết cây rất là đơn giản. Thì cái này là cái kẹp bình ắc quy á. Hai cái này mua là 15.000 hai cái này. À, 15.000. Có thể là còn rẻ hơn, chắc là mình mua thì còn bị đắt. Thì vì là chiết cây thì người nông dân chiết cây biết rồi đó, thì để chiết một cái cây thì nó phải có hai cái vết cắt đường theo cành, đó là đường trên và đường dưới. Vậy thì mình sẽ chế cái này chỉ cần một lần quay, cái là quý vị có luôn cả hai cái vết cắt đó, chỉ việc bóc cái ấy ra thôi. Và để làm cái việc đó thì đầu tiên thì mua cái này về, vì nó bằng kẹp cái ắc quy nó bằng, nên là quý vị chịu khó rũa đi một tí để cho nó sắc, rất đơn giản thôi, rũa đi cho nó sắc. À, mình sẽ rũa đây, quý vị các bạn thấy này. Ở đây sẽ có hai cái vị trí làm sẽ có hai cái vị trí để chiết nhá. Thứ nhất là chiết cành to thì quý vị và các bạn sẽ kẹp ở đây. Đó, kẹp ở đây. Còn nếu như chiết cành nhỏ thì kẹp ở vị trí hai vị trí này, khi rũa thì tùy vào cành của quý thầy các bác có thể kẹp cho nặng được. Đó, rũa rất dễ thôi quý vị. Rũa nhá. Đơn giản không ạ? Đơn giản nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả. Xoay một lần thì được hai vết cắt luôn. Không giống như là ở cái kéo chiết cành, nó chế từ cái kéo của mình ra, nó mỗi lần chiết thì nó chỉ khoanh được một lần cái vỏ thôi. Tí nữa mình sẽ thực hành luôn nha các bạn. Đấy. Mình sẽ thực hành luôn cho. À, chú đang làm việc một tí. Đi đằng sau. Đấy, một bên rất nhanh thế thôi, thì nó rửa cạnh kỹ. Thực ra thì nó cũng đã rất là mỏng rồi, à nó đã các bác thấy không ạ? Không việc gì phải mua ở đâu xa cả, ra cái cửa hàng bán đồ điện nó điếc, mua hai cái mua cái kẹp này về rũa cái là tự nhiên có một cái dao chiết cành rất chi là cái dao chiết cành rất chi là ngon lành. Ok, mình sẽ, đây là được con dao chiết cành rồi nha, mình sẽ thực hành cho các bác thấy nó hiệu quả như thế nào. Vâng, mình sẽ thực hành luôn với lại là cái cây hồng này. Đây là cái chiết cái cây hoa hồng leo này bằng cái dụng cụ chiết cành. Đó, chỉ cần một, rất đơn giản, kẹp lại xoay cái là nó là được hai vết cắt luôn. Rất là hiệu quả. Đây là những cái cành này nó hơi bé, nên là những cái cành mà lớn một chút thì đó, chỉ cần xoay một cái là được luôn cả hai vết cắt. Nên là các bác có thể là đây, cành này thấy không anh Tâm, nhìn nó thấy không?
đấy nha. Tay mình thấy nhiều. Dạ. Thấy mình tay kia quay. Rồi ok, chỉ cần cái vị trí cắt này thôi. Đây các bác thấy này. Rồi. Kẹp lại xoay một cái là nó được cả hai vết cắt luôn. Loại dao này là chú tinh chế, hiểu không? Đó, bóp cái là nó ra được cả hai vị trí luôn. Như thế là chỉ cần đợi cho nó ráo ráo bỏ đi là đến chiều là bó lại được. À, hướng dẫn luôn quý vị các bạn là bó bằng chiếc hồng bằng vỏ chuối. Đó, vị trí khác được rồi, ok.